Chào các bạn, tôi là Nguyễn Ngọc Minh. Trong đoạn video này tôi sẽ giới thiệu với các bạn về một phần mềm dùng để soạn thảo văn bản là LaTeX và công cụ để chúng ta sử dụng LaTeX trực tuyến đó là Overleaf. Chương trình LaTeX thì rất là phù hợp đối với các văn bản dạng như là báo cáo tiểu luận, báo cáo đồ án kết thúc môn học, báo cáo luận văn, bài báo khoa học và thậm chí là sách. Đối với những văn bản này thì chúng ta thường sẽ viết trong thời gian dài và chỉnh sửa nhiều lần. Nếu như chúng ta sử dụng các cái chương trình soạn thảo văn bản thông thường thì khi chúng ta muốn thêm một hình, một bảng hoặc là một công thức toán học nào đó thì sẽ ảnh hưởng tới hệ thống đánh số của toàn bộ văn bản. Và đôi khi chúng ta sẽ quên việc cập nhật chỉ số mới của hình, của bảng hoặc là của một cái phương trình toán học nào đó ở trong cái tài liệu của chúng ta. Một điểm nữa là đối với chương trình soạn thảo văn bản thông thường, đôi khi chúng ta sẽ gặp tình trạng là hình sẽ ở một trang, còn tiêu đề hình ở một trang khác. Thì những vấn đề như vậy khi chúng ta sử dụng LaTeX, chúng ta sẽ giải quyết được nó. Đặc điểm của LaTeX là soạn thảo văn bản có dạng giống như là lập trình. Chúng ta sẽ dùng những cái khối lệnh để mà định nghĩa các phần khác nhau của văn bản, chẳng hạn như là tiêu đề, chẳng hạn như là các mục, các chương, vân vân. Các bạn có thể thấy hình ảnh ở đây. Chúng ta dùng các khối lệnh để thực hiện các chức năng khác nhau. Đối với hình ảnh chúng ta sẽ dùng những cái khối lệnh khác, đối với bảng chúng ta sẽ sử dụng những khối lệnh khác, vân vân. Mặc dù LaTeX là một phần mềm mã nguồn mở, tuy nhiên trước đây việc cài đặt tương đối là khó khăn. Thông thường chúng ta sẽ phải cần một bộ editor có thể download ở trên mạng. Sau khi có editor, chúng ta sẽ phải tiếp tục cài phần lõi là MicText. Thì MicText chính là phần sẽ dịch những câu lệnh mà chúng ta gõ vào editor để trở thành đoạn văn bản mà chúng ta cần. Việc thiết lập các thông số khi cài đặt như vậy thường là không đơn giản. Tuy nhiên, hiện tại chúng ta có các cái công cụ để mà sử dụng LaTeX trực tuyến, mà trong đó Overleaf là một trong các công cụ như vậy. Thì khi sử dụng trực tuyến, chúng ta sẽ không phải cài đặt, chúng ta chỉ cần có kết nối mạng, đăng nhập tài khoản và có thể trực tiếp làm việc ngay. Khi sử dụng Overleaf, chúng ta sẽ không phải cài đặt trên máy tính cá nhân, chúng ta chỉ cần đăng ký tài khoản, đăng nhập và sử dụng. Trên đó người ta đã cài đặt và thiết lập sẵn cho chúng ta không cần phải cài đặt gì thêm. Chúng ta cũng được cung cấp sẵn template cho nhiều loại văn bản khác nhau, chẳng hạn như bài báo khoa học, sách hoặc là CV hoặc là luận văn, vân vân, rất nhiều. Chúng ta có thể lựa chọn các cái template này để mà phục vụ nhu cầu của mình. Việc đăng ký tương đối là đơn giản, chúng ta chỉ cần địa chỉ email và tên đăng nhập, sau đó là chúng ta có thể sử dụng thoải mái. Ở đây là giao diện khi chúng ta đăng nhập vào, chúng ta đăng ký tài khoản xong, chúng ta đăng nhập vào, chúng ta sẽ có được cái giao diện như thế này. Chúng ta có thể thử tạo ra một dự án mới, chúng ta đặt tên cho nó. Thì khi chúng ta tạo dự án dưới dạng là example như thế này, thì chương trình đã cung cấp sẵn cho chúng ta một file main, một file reference.bip và một file .jpeg. Ở đây là cái hình, ở đây là danh mục các tài liệu tham khảo và ở đây là chương trình chính. Thì chúng ta thấy đầu tiên vào chương trình chính sẽ khai báo ở đây là class. Class của cái văn bản này là article. Ở đây là mã. Mã văn bản là UTF-8 dùng để chúng ta gõ. Trong trường hợp chúng ta muốn sử dụng tiếng Việt thì chúng ta cũng sẽ dùng package này. Và ở đây chúng ta gõ là Việt Nam. Khi chúng ta sử dụng package UTF-8 Việt Nam như thế này thì chúng ta sẽ có thể gõ tiếng Việt vào trong văn bản. Chẳng hạn ở đây chúng ta compile thì có tiêu đề ngay chỗ này. Video này đến đây là kết thúc. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong các video tiếp theo trình bày về các phần khác. Chẳng hạn như để soạn thảo văn bản, chúng ta thêm hình ảnh, chúng ta thêm bảng biểu như thế nào, vân vân. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.